Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Mika đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin tức rất hot. Đó chính là một chiếc điện thoại Black Shark thế hệ mới, nhưng nó lại có một mức cấu hình là con chiếc Snapdragon 835. Đi kèm với đó là nó sẽ được ra mắt vào quý 2 năm nay. Đó thì cái chip Black Shark này hiện tại nó đã được rò rỉ và có luôn thiết kế rồi các bạn nhé. Và nó sẽ là một chiếc máy gaming phone siêu rẻ. Đối với lại chiếc máy này thì thực chất là mình cũng không muốn gọi nó là con Black Shark 4 đâu. Thật sự mà sẽ gọi nó là Black Shark giá rẻ. Tại vì thứ nhất là nó có Snapdragon 835, và cái thứ hai nó sử dụng tấm nền IPS LCD. Đó cho nên thành ra thì không thể nào gọi là Black Shark 4 được. Black Shark 4 ít nhất cũng là AMOLED này, rồi là 120Hz, rồi Snapdragon 888 các kiểu này kia, như là thế hệ Black Shark 3, chứ không phải là cái chiếc máy này. Đó cho nên mình sẽ gọi nó là Black Shark giá rẻ các bạn nhé. Thì với cái chiếc máy như thế này, chúng ta có một cái thiết kế cực kỳ tối ưu, tức là chúng ta không còn cái sự hầm hố trên những cái đời tiền nhiệm nữa. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái xu hướng thiết kế của những thiết bị gaming, kể cả là laptop cũng như smartphone, thì nó đã đi theo cái thiên hướng là tối giản hơn nhiều rồi, chứ không còn phải kiểu là gồ ghề hoặc là hầm hố như ngày trước nữa. Điển hình ở đây các bạn có thể thấy này, những sản phẩm mà ra mắt vào, đặc biệt là từ những năm 2019 ấy, thì laptop nó đã bắt đầu có những cái thiết kế tối ưu rồi. Đến năm 2020 thì smartphone bắt đầu nó cũng sẽ đi theo cái hướng như thế, những cái chiếc máy gaming phone. Đó, cho nên là thành ra cái lối thiết kế này là lối thiết kế tương lai và không có gì gọi là nhàm chán hay là kiểu ít đầu tư cả, thật sự. Cho nên đây là điểm mà mình nghĩ rằng là không có gì để chê trách. Và chúng ta sẽ có là một cụm camera sau được đặt ngang, mặt lưng thì trông rất là bóng bẩy với logo Black Shark. Và đây đã được cơ quan chứng nhận Tena của Trung Quốc đăng lên rồi, nó đã xác nhận rồi. Mặt trước của chiếc máy này thì chúng ta sẽ không có hai cái viền đen dày nữa như là trên thế hệ tiền nhiệm Black Shark 3, mà thay vào đó thì chúng ta hình như theo như mình đoán, nó sẽ có cho chúng ta là một cái màn hình mà mình nghĩ nó sẽ đi theo cái thiên hướng là độc lỗ hơn. Tại vì rõ ràng nó chỉ có một chấm, nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy này, nó có một chấm camera selfie ở đằng trước thôi, ở chính giữa, nên mình nghĩ rằng là nó không thể nào có cho chúng ta là hai cái viền đen dày được như là trên thế hệ trước đó. Và chúng ta sẽ có là một cái màn hình Full HD với cái độ phân giải là 1080x2400, tức là cái độ phân giải này nó sẽ dành cho kích thước màn hình tiêu chuẩn của Xiaomi luôn là 667 inch, từ trước giờ vẫn thế các bạn ạ. Thì đây cũng là một cái kích thước khá là lớn dành cho cái độ phân giải Full HD, nhưng mà nhìn chung thì mình thấy rằng là với kích thước này thì chất lượng chi tiết vẫn cho ra là cực kỳ tốt. Và với một cái tấm nền IPS LCD thì mình nghĩ rằng là Xiaomi cũng sẽ phần nào đó tinh chỉnh làm sao đó nó đi theo một cái thiên hướng rực rỡ, chứ không phải là kiểu nhạt nhẽo hoặc là trung tính. Nói nhạt nhẽo thì cũng không hẳn, tại vì trên những cái màn hình mà IPS LCD, kể cả là từ Black Shark 1 đi chăng nữa, thì mình vẫn thấy được cái độ tương phản và cái độ nổi khối của nó là rất tốt. Và cái ở đây các bạn lưu ý nhé, Black Shark 1 là nó ra mắt từ năm 2018, cho nên không có nghĩa lý gì đây là thông số của một chiếc Black Shark 1 cả. Và lưu ý rằng là Black Shark 1 nó chỉ chiếc Snapdragon 845 chứ không phải là Snapdragon 835. Rồi là chúng ta sẽ có những cái thông số để xác nhận rằng đây là một thiết bị dành cho năm 2021 của Xiaomi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có RAM 8GB. Vào cái thời điểm 2017-2018 thì nó chỉ dừng lại là 4 hoặc là 6GB là cùng thôi, chứ làm gì có RAM 8GB đó. Và chúng ta sẽ có đó chính là một cái Android 11. Đối với lại trên những dòng Black Shark thì thường cái vấn đề cập nhật phần mềm nó rất là chậm. Và đối với lại những phiên bản Android thì thường là nó chỉ là cùng lắm là nó cập nhật một bản thôi là hết rồi, chứ nó không có phải là 2-3 như là những cái thiết bị phổ thông. Nên thành ra thì mình thấy rằng là với cái việc nó được trang bị Android 11 cũng là một điểm để xác nhận rằng đây là một thiết bị dành cho năm 2021. Và chúng ta sẽ còn có đó chính là một con chiếc Snapdragon 835. 835 thì nó đã được có mặt từ năm 2017 rồi, với cái phần mà xung nhịp là 2.4GHz này, rồi là 1.9GHz. Snapdragon 865 thì nó đã là Adreno 650 rồi, cho nên không có nghĩa lý gì mà đây là một cái chiếc máy được chạy con chip nó như thế này cả, thật sự. Nếu các bạn so sánh cái thông số, và kể cả là cái tên mã nó như thế rồi mà, SDM835, các bạn search Google nó sẽ ra Snapdragon 835, chứ không thể nào là con chip khác được. Và chúng ta sẽ có là một viên pin với dung lượng là 4500mAh. Làm gì có chiếc máy nào mà vào cái thời điểm mà 2017 mà chúng ta sẽ có là 4500mAh. Và chúng ta sẽ có là một cái cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên, tại vì nó không được trang bị cho chúng ta là một cái màn hình OLED, nên thành ra thì cái vấn đề này rất là thông cảm và dễ hiểu thôi. Với một chiếc máy mà kiểu gaming phone giá rẻ như thế này thì thật sự mình rất bất ngờ và rất khó hiểu, không biết tại sao Xiaomi lại ra mắt cái chiếc máy này vào cái thời điểm mà năm 2021.
Tại vì nếu mà xét về cái mức cấu hình thì Snapdragon 835 bây giờ nó rất là đuối rồi. Nói về cái vấn đề mà chơi game thì bây giờ chúng ta có thể là lựa chọn những chiếc máy cũ tầm 2 đến 3 triệu là đã có Snapdragon 835 rồi. Chứ không cần phải bỏ ra đến 5 triệu làm gì. Kể cả là khi mà nó cải thiện về cái vai trò đó chính là tản nhiệt hoặc là không nóng đi chăng nữa đi. Cứ cho là không nóng đi. Thì con chiếc Snapdragon 835 nó cũng hết đát rồi. Nếu mà xét về mức hiệu năng tầm 4 đến 5 triệu thì bây giờ chúng ta đã có thể thậm chí mua được Snapdragon 855. Đó, cho nên là đây là một cái vấn đề mình nghĩ rằng là kể cả nó là gaming phone đi chăng nữa, tối ưu như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào cho ra một mức hiệu năng tương đương so với những chiếc máy mà kiểu cùng mức giá, nếu như mức giá của nó là 5 triệu. Tại vì những thông số như thế này mình thấy rằng là rất khó để có thể là nó nằm ở cái mức giá thấp hơn được cho một chiếc máy mới được ra mắt vào năm 2021. Đó, đây các bạn sẽ thấy RAM 8GB. Đó, rồi là Android 11, màn hình Full HD, kích thước 6.67 inch thì không thể nào mà nó nằm ở cái ngưỡng là kiểu thấp hơn được đâu. Đó, Full HD thôi là bây giờ các bạn có thể thấy này, tầm 3 đến 4 triệu bây giờ máy mới nó ra đầy ắp thế, kể cả là 4 triệu hơn thế mà màn hình cũng chỉ dừng lại là HD cộng. Thì trong khi con này nó đã Full HD rồi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ nằm ở một cái ngưỡng. Và mặc dù chúng ta vẫn có Snapdragon 888 trên những cái thiết bị được rồi, ví dụ như là họ gọi là Black Shark 4 Pro đó các bạn à. Thì ok, cái đó thì mình không quan tâm tại vì nó là chuyện thường ngày rồi. Nên mình thấy là cái phần pin nó không khớp lắm so với lại cái phần cấu hình như thế này. Chả ai đi nhiều mà trang bị chiếc Snapdragon 835 ở thời điểm hiện tại cả. Mặc dù biết là ok, kể từ cái đời mà 835 đi thì đây là một con chip rất lành tính và đến bây giờ nó vẫn là một con chip cho ra mức hiệu năng rất tốt. Và có một điểm nó rất là vô lý nữa, đó chính là với cùng cái mã hiệu như thế này, với một chiếc Snapdragon 835 đang hiển thị trên cái trang web Google Play Console như thế, là một trang web dành cho những nhà phát triển ứng dụng đó các bạn ạ, thì điểm số trên AnTuTu sẽ là 788.000 điểm. What? Đây không thể nào là một chiếc Snapdragon 888 được. Tại vì số nhiều của nó là 2.4 và 1.9, trong khi là GPU của nó thì cũng chỉ là 540 thôi, chứ không phải là 650 như là trên Snapdragon 888. Nhưng video ngày hôm nay thì mình muốn gửi đến cho các bạn đó chính là về cái phần thông số cũng như là mọi thứ về cái chiếc máy này, để các bạn có thể biết được rằng là sẽ có một chiếc Black Shark giá rẻ được ra mắt vào năm 2021 này. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về chiếc Black Shark này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần luận video nhé. Mình phải cần thêm một khoảng thời gian nữa để cập nhật đầy đủ hơn, đó, thống kê phân tích nó rõ ràng hơn. Tại vì bây giờ nó vẫn còn có nhiều cái gọi là nó chưa khớp lắm, cho nên phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.